Nhiều người dùng mạng xã hội đã tán dương bài viết cho phép người đã tiêm vaccine tự do đi lại để phục hồi kinh tế của tác giả Lê Thanh Phong đăng trên báo lao động hôm 8 tháng 10. Nhiều người cho rằng đây là vấn đề cấp thiết để mở cửa lại nền kinh tế. Tại sao cơ quan chức năng quá chậm chạp bê trễ? Đài Loan tất bật chuẩn bị cho lễ quốc khánh lớn nhất trong lịch sử trong bối cảnh chiến đấu cơ Trung Quốc tăng cường đe dọa. Cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott cảnh báo Úc và Hoa Kỳ không nên khoanh tay đứng nhìn Đài Loan bị Trung Quốc nuốt chửng. Trái với mục tiêu môi trường của thế giới là loại bỏ nhiên liệu hóa thạch độc hại, Trung Quốc đã ra lệnh cho các công ty khai thác than lớn trong nước tăng sản lượng để đối phó với khủng hoảng năng lượng. Chính phủ Cuba thông báo họ sẽ tiến hành tập trận quân sự hàng năm vào ngày 18 đến 19 tháng 11. Động thái được cho là nhằm để dân đe biểu tình. Bên bối hồ sơ Pandora được công bố gần đây đã bóc trần thói đạo đức giả của một giới tinh hoa chính trị. Chuyên gia cho rằng tương lai của chiến tranh là lượng tử và Trung Quốc đang trên cơ Mỹ. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chi tiết của bản tin tổng hợp trưa ngày 9 tháng 10 của DKN TV. Mở đầu là phần tin trong nước. Thưa quý vị, nhiều người dùng mạng xã hội đã ủng hộ tán dương khi đọc được bài viết của tác giả Lê Thành Phong được đăng tải trên báo Lao động trưa ngày 8 tháng 10, cho rằng đây là vấn đề cấp thiết để mở cửa lại nền kinh tế. Tại sao cơ quan chức năng quá chậm chạp bê trễ? Bài viết có tựa đề cho phép người đã tiêm vaccine tự do đi lại để phục hồi kinh tế, nằm trong chuyên mục sự kiện bình luận. Sau đây, xin gửi đến quý vị quan điểm của tác giả Nguyễn Thành Phong thích ứng an toàn với dịch, phục hồi kinh tế là yêu cầu đặt ra hiện nay, nhưng trên thực tế lại có quá nhiều thứ chưa được thực sự thích ứng và cản trở phục hồi kinh tế. Để phục hồi kinh tế thì giao thông phải thuận lợi, giao thông bản thân là một ngành kinh tế, đồng thời nó hỗ trợ cho nhiều ngành kinh tế khác hoạt động. Hàng không, đường sắt, xe khách không được lăn bánh và cất cánh thì làm sao lưu thông? Chẳng lẽ chúng ta vận hành một nền kinh tế marathon? Giao thông là mạch máu của cơ thể quốc gia mà không tuần hoàn hoặc bị tắc quá lâu thì làm sao không sinh tai biến, không hoại hư? Không chỉ tắc hệ thống phương tiện giao thông, tàu xe, máy bay hoạt động thì phải có hành khách, cũng giống như người dân muốn lưu thông buôn bán làm ăn, kinh doanh dịch vụ thì phải có phương tiện giao thông. Hai đối tác này thiếu một thì không bên nào vận hành được. Nhưng hiện nay, tình trạng chung của cả nước là tất cả phương tiện vận tải và không có hành khách, tàu xe máy bay chưa hoạt động. Riêng máy bay có một số tỉnh đồng ý mở tuyến nhưng trên thực tế, người dân thì chưa được đi lại từ địa phương này sang địa phương khác vì quá nhiều thủ tục, quy định hạn chế. Vậy thì tàu chạy toa rỗng, máy bay chỉ chở vài người hay sao? Các địa phương đưa ra quy định để kiểm soát dịch là đúng, nhưng quy định máy móc cứng nhắc là không nên. Vì chính những quy định không thích ứng an toàn đó ảnh hưởng rất lớn đến việc phục hồi kinh tế. Người dân đi lại buôn bán làm ăn, doanh nghiệp đi lại để đầu tư kinh doanh chính là phục hồi kinh tế trong lúc dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn, thì bắt buộc phải hạn chế đi lại đối với những người có nguy cơ lây nhiễm. Nhưng đối với người đã tiêm vaccine đầy đủ, cần được tạo điều kiện đi lại, nếu ai cũng hạn chế đi lại như nhau, thì tiêm vaccine để làm gì? Hãy để cho 50 triệu liều vaccine đã được tiêm phát huy hiệu quả, không lãng phí nguồn lực của quốc gia. Tiêm vaccine là để bảo vệ sức khỏe người dân và có sức khỏe là để lao động sản xuất, không phải để ngồi yên một chỗ. Hãy để cho gần 13 triệu người đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine được đi lại làm ăn. Các địa phương có thể quy định thêm về xét nghiệm âm tính, chấp hành nghiêm 5K là quá đủ để kiểm soát dịch bệnh. Muốn phục hồi kinh tế thì phải lưu thông hàng hóa, lưu thông con người. Quý vị vừa nghe nguyên văn quan điểm của tác giả Nguyễn Thành Phong. Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều người đã bấm thích, chia sẻ nội dung này, cùng nhiều lời nhắn đến các cơ quan chức năng. Trần Thanh Long nêu quan điểm, chỉ có một điều đơn giản vậy thôi mà cả một bộ máy tốn hàng tỷ đồng trả lương mà cứ trong vòng luẩn quẩn. Trần Quỳnh, tiêm vaccine là để bảo vệ người dân đi lại làm việc, không phải tiêm xong lại ngồi yên tại chỗ, đúng quá rồi. Trong khi Lê Công Vương thì cho rằng, đừng lạm dụng cách ly, test nhanh biến nó thành phương tiện kiếm tiền ở một số nơi. Nên nhớ rằng, mỗi đồng lãi từ test nhanh là rút đi một đơn vị máu của người lao động. Vào tối ngày 8 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải quyết định từ ngày 10 tháng 10, các hãng hàng không Việt Nam sẽ khai thác 38 chuyến bay chở khách trên một ngày trên 19 đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác. Trong đó, một số tỉnh có sân bay đã đồng ý với kế hoạch bay nội địa trở lại của cục hàng không. Một số tỉnh ấm ở à không trả lời, trong khi một số tỉnh không đồng ý mở lại với lý do phòng chống dịch, trong đó có Hà Nội, Hải Phòng. Việc tàu xe đắp chiếu thời gian dài cũng là một nguyên nhân khiến lượng lớn người dân từ các trung tâm kinh tế phía Nam phải chạy xe máy về quê miền Trung, thậm chí ra cả miền Bắc trong thời tiết mưa lạnh trong vài ngày qua. Đang chú ý trong hành trình có cả trẻ em. Chuyển trao phần tin thế giới. Thưa quý vị, Đài Loan đang tất bật chuẩn bị cho lễ quốc khánh lớn nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh quân đội Trung Quốc gần đây tăng cường đưa chiến đấu cơ xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của quốc đảo. Trên trang Facebook cá nhân hôm 8 tháng 10, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết, Đài Loan đang chuẩn bị lễ quốc khánh lớn nhất trong lịch sử. Bà cho biết, Khung cảnh thực sự rất ấn tượng. Vào đúng ngày Quốc Khánh, trực thăng vận tải CH-47SD của Cục Hàng không Lục quân sẽ treo cờ Tổ quốc và bay qua phủ Tổng thống. Đối với các cuộc diễn tập chào mừng Quốc Khánh, của đội quốc gia đã thực hiện rất nhiều công tác chuẩn bị và diễn tập. Quốc Khánh Đài Loan năm nay rơi vào Chủ nhật ngày 10 tháng 10. Hôm qua, bà Thái cũng thông báo tin quan trọng trước kỳ nghỉ lễ, lương cơ bản đã được tăng trong 6 năm liên tiếp. Theo Tổng Tư lệnh của Đài Loan, đối mặt với thách thức của đại dịch, nền kinh tế nước này vẫn có thể duy trì được tốc độ tăng trưởng là nhờ sự trung sức của mỗi người dân. Và chính phủ cũng nên trả lại thành quả của tăng trưởng kinh tế cho những người lao động chăm chỉ và quan tâm đến từng người lao động. Bà cho biết, sau 6 lần điều chỉnh, mức lương cơ bản Đài Loan đã được tăng từ 20.008 đài tệ lên 25.250 đài tệ, khoảng hơn 20 triệu Việt Nam. Theo đó, lương theo giờ cũng được tăng từ 120 đài tệ lên 168 đài tệ. Tổng thống Thái Văn khẳng định, tôi tin rằng nhiều người lao động nhập cư sẽ rất ấn tượng. Trước bối cảnh liên tục bị chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát trong thời gian gần đây, Tổng thống Thái Văn trong một diễn đàn đăng trên tờ Foreign Affairs cảnh báo, nếu Hòn đảo rơi vào tay Trung Quốc, điều đó sẽ mang lại hậu quả thảm khốc cho châu Á. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không giấu diếm ý định dùng vũ lực để thống nhất. Trong khi bà Thái tuyên bố. Đài Loan đã là quốc gia độc lập với quốc hiệu Trung Hoa Dân Quốc và cảnh báo Bắc Kinh sẽ trả giá đắt nếu cố gắng xâm lược. Ở diễn biến liên quan, cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott trong chuyến thăm Đài Loan hôm thứ Sáu ngày 8 tháng 10, nhấn mạnh Úc và Hoa Kỳ không nên khoanh tay đứng nhìn Đài Loan bị Trung Quốc nuốt chừng. Theo Focus Taiwan, phát biểu tại một diễn đàn ở Đài Bắc, ông Abbott lưu ý rằng sự hiếu chiến của Trung Quốc đối với Đài Loan đã gia tăng trong những năm qua. Ông cho biết các đối tác dân chủ trên toàn cầu với tư cách là bạn bè của Đài Loan nên cho Bắc Kinh biết rằng bất cứ nỗ lực cưỡng bức nào sẽ có hậu quả khôn lường. Theo cựu Thủ tướng Úc Abbott, Washington và Canberra không nên ngồi yên nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Ông nói, tôi không nghĩ Mỹ có thể khoanh tay đứng nhìn Đài Loan bị nốt chừng. Tôi không nghĩ Úc nên thờ ơ với số phận của một nền dân chủ đồng minh với gần 25 triệu người. Ông Abbott từng giữ chức Thủ tướng Australia từ năm 2013 đến 2015 cho biết đất nước của ông không có vấn đề gì với Trung Quốc vì nước này hoan nghênh thương mại và đầu tư. Nhưng trong vài năm qua, điều đó đã thay đổi khi Australia đã lưu ý đến các hành động hung hăng của Trung Quốc trên toàn cầu. Ông ví dụ, Úc đã chứng kiến việc Trung Quốc sẽ bỏ hiệp ước một quốc gia hai hệ thống đối với Hồng Kông, đưa một triệu người Duy Ngô Nhĩ vào các trại tập trung, thực hiện nhiều hành động đe dọa hơn đối với Đài Loan và vũ khí hóa thương mại, đặc biệt là nhắm vào Úc. Dù tới Đài Loan với tư cách là cá nhân không đại diện cho chính phủ Úc, ông Abbott đã gặp tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp. Đồng thời, được tập tùng bởi đại diện hàng đầu của Australia tại Đài Loan, Jenny Baumfield. Cũng giống như nhiều quốc gia khác, Úc không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan khi đồng thuận chính sách một Trung Quốc. Tuy nhiên, Úc cũng gọi Đài Loan là nền dân chủ hàng đầu và là đối tác quan trọng. Thưa quý vị, Trái với mục tiêu môi trường của cộng đồng thế giới là loại bỏ nhiên liệu hóa thạch độc hại, chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cho các công ty khai thác than lớn của nước này tăng sản lượng để đối phó với khủng hoảng năng lượng. Kể từ giữa tháng 9, tình trạng mất điện định kỳ xảy ra ở một số khu vực của Trung Quốc và hàng triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện. Theo lệnh của chính quyền được truyền thông nhà nước loan báo, ba tỉnh sản xuất than lớn đã cam kết tăng sản lượng, khoảng 70 mỏ than có kế hoạch nâng công suất sản xuất thêm 100 triệu tấn. Theo các chuyên gia, động thái này là nỗ lực cuối cùng của Trung Quốc nhằm tăng nguồn cung than trên toàn thế giới, do giá nhiên liệu đã lên mức cao kỷ lục và việc thiếu điện buộc các công ty năng lượng phải hạn chế tiêu thụ trên khắp cả nước. Tình trạng mất điện cũng gây khó khăn cho chính phủ Anh và Ấn Độ trong những tuần gần đây. Người Anh đã được cảnh báo rằng hóa đơn điện gia đình sẽ tăng vọt khi giá nhiên liệu tăng trên thị trường bán buôn. Trước đó có tin rằng các thành phố Thẩm Dương và Đại Liên, nơi sinh sống của hơn 13 triệu người, là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mất điện. 25 triệu người dân Cát Lâm cũng gặp phải vấn đề, vì nơi đây có đặt các nhà máy của Apple và Tesla. Người dân đã đăng tải thông báo về việc gián đoạn hoạt động của hệ thống đèn giao thông đường bộ, thang máy trong nhà ở và nhà máy. Ở diễn biến khác, hãng tin Reuters loan báo Cuba hôm 8 tháng 10 thông báo họ sẽ tiến hành tập trận quân sự hàng năm vào ngày 18-19 tháng 11, sau đó là một ngày quốc phòng toàn dân vào ngày 20 tháng 11. Trước đó, Cuba đã bị rúng động vì bất ổn xã hội trong 2 ngày hồi tháng 7. Với các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất, trong sau hàng chục năm dẫn đến hàng trăm vụ bắt giữ, một người chết và nhiều người Mỹ gốc Cuba đã kêu gọi chính quyền Biden can thiệp. Một thông cáo ngắn gọn của lực lượng vũ trang được công bố trên các phương tiện truyền thông nhà nước cho biết, các cuộc tập trận quốc phòng vốn bị hủy hồi năm ngoái sẽ nối lại song song với các hoạt động khác khi chiến dịch tiêm chủng đã đến gần mục tiêu trích ngừa COVID-19 cho toàn bộ dân chúng. Sự sẵn sàng quốc phòng của chính phủ Cuba nằm trong học thuyết quân sự gọi là chiến tranh nhân dân nhằm để đối phó với một cuộc xâm lược của Mỹ. Trong ngày cuối cùng sẽ có hàng ngàn thường dân ra khỏi các công sở để chăm sóc những người bị thương, tham gia huấn luyện với vũ khí và làm các công tác hậu cần như chế tạo bom đạn và nấu ăn. Một nhóm Facebook có tên là Archipelago với 20.000 thành viên đã xin phép tuần hành ở nhiều thành phố vào ngày 20 tháng 11, nhưng chính phủ chưa phản hồi họ định quân sự hóa đất nước thêm nữa cho ngày 20 tháng 11. Nhà viết kịch Junio Garcia, quản trị viên của nhóm Archipelago và lãnh đạo các cuộc bầu tình sắp tới, viết trên Twitter. Người dân Cuba đang đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác trong bối cảnh phong tỏa chống dịch với ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Họ phải chịu đựng cảnh xếp hàng dài, giá cao và mất điện trong vài năm qua. Hồ sơ Pandora bóc trần bản chất của giới tình hòa chính trị theo nhà báo John Calvin Thomas, bê bối hồ sơ Pandora được công bố gần đây đã bóc trần thói đạo đức giả của một giới tinh hoa chính trị. Hồ sơ Pandora, một sự phơi bày bí mật tài chính của các giao dịch hải ngoại của hàng chục nguyên thủ quốc gia, quan chức nhà nước và chính trị gia. Như tờ CNN cho biết, không thể xuất hiện vào một thời điểm tốt hơn cho những người cấp tiến trong Quốc hội Mỹ. Những người đang tìm cách lấy lòng các đảng viên đảng Dân Chủ để thông qua dự luật cơ sở hạ tầng khổng lồ trị giá 3,5 nghìn tỷ đô la của chính quyền Biden, vốn bên trong chất đầy các khoản chi lãng phí để đẩy quốc gia vào một cuộc khủng hoảng nợ. Trong bài bình luận trên Epoch Times, nhà báo Thomas nhận định hồ sơ Pandora Paper do Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế phát hành hôm 3 tháng 10. Dù không có uy tín tương đương các báo cáo của ngũ giác đài, nhưng nó có thể phục vụ các mục đích chính trị của phe cánh tả. Các bài báo tiết lộ rằng những người giàu đã tìm cách trốn thuế bằng cách giấu tài sản của họ ở nước ngoài, ở những khu vực như quần đảo Cayman. Nhà báo Thomas cho biết, ông thích nhất về tiết lộ này là tiêu chuẩn kép mà nó phơi bày đối với các chính trị gia giàu có, những người luôn chỉ trích những người trốn thuế, trong khi lại tự mình trốn thuế. Lấy một ví dụ là cựu tổng thống Anh Tony Blair, một người chuyên chỉ trích những kẻ trốn thuế, nhưng các nhà báo của hồ sơ Pandora phát hiện ra rằng ông Blair và vợ ông Cherry, một luật sư đã không nộp thuế cho một văn phòng giá cao ở London mà họ mua. Tờ Daily Mail của Anh đã trích dẫn Cherry Blair nói rằng giao dịch này và việc tránh thuế là hoàn toàn hợp pháp. Nhà báo Thomas cho biết về cánh tả nổi tiếng với những ngôn luận sai lệch nhưng có tính mê hoặc khi đề cập đến sự công bằng. Các chính trị gia cánh tả đặc biệt quan tâm đến việc hạ bệ người giàu chỉ vì sự đố kỵ với những người thành công sẽ giúp họ củng cố sự nghiệp của mình ở Washington nơi chính họ cũng có thể trở nên giàu có. Hãy tự hỏi có bao nhiêu nghị sĩ quốc hội ăn lương chính phủ với mức thu nhập hàng năm chỉ khoảng 174.000 đô la. Nếu là lãnh đạo thì nhận được nhiều hơn một chút, nhưng khi nghỉ hưu thì sẽ rời đi với tư cách là một triệu phú. Họ giàu lên không phải vì họ biết cách chơi chứng khoán đâu. Phần cuối chương trình, xin mời quý vị đến với quan điểm của học giả John McLean. Trong bài bình luận được đăng tải hôm 7 tháng 10 trên Thời báo Epoch Times, ông cho rằng tương lai của chiến tranh là lượng tử tuy nhiên trung quốc đang trên cơ mỹ ông phân tích trong một tương lai không xa tính toán lượng tử sẽ thay đổi cơ bản cấu trúc xã hội nếu cho rằng internet là sự sáng tạo mang tính cách mạng nhất cho đến nay thì tiềm năng đột phá của công nghệ lượng tử sẽ khiến kỷ nguyên internet giống như một vết nứt nhỏ trên tường và trung quốc dường như đang đi đầu và đã có những bước nhảy vọt trong lĩnh vực này khi nói đến sự cạnh tranh giữa hai quốc gia tầm quan trọng của công nghệ lượng tử không thể được nhấn mạnh đủ. Như tạp chí khoa học của uy tín Scientific American có lưu ý, cuộc chạy đua lượng tử có ý nghĩa sâu sắc đối với cả tương lai của khoa học và quan hệ chính trị của cả hai quốc gia. Ngành điện toán lượng tử sắp lột xác triệt để. Và một khi xuất hiện, nó sẽ có sức mạnh để phá vỡ những mật mã phức tạp nhất. Mật mã bao gồm các mã hóa và giải mã, nếu không có mã hóa, dữ liệu nhạy cảm sẽ bị lộ và các cuộc trò chuyện riêng tư sẽ trở thành công khai. Các ngân hàng và cơ quan chính phủ phụ thuộc rất nhiều vào mã hóa, nếu không có mã hóa, họ cũng dễ dàng bị tổn thương như một công dân bình thường vì tất cả dữ liệu từ chi tiết thẻ tín dụng đến email cá nhân sẽ bị lộ ra ngoài. Nếu bây giờ bạn cho rằng hack là tệ và đúng như vậy, hãy đợi đến khi bọn tội phạm và tổ chức nhà nước bắt đầu sử dụng máy tính lượng tử cho các mục đích bất chính. Một máy tính lượng tử có thể chạy nhanh gấp 158 triệu lần Fugaku, siêu máy tính nhanh nhất thế giới hiện tại. Mỹ và các đồng minh gần đây đã cáo buộc Trung Quốc về một cuộc tấn công toàn cầu với công nghệ lượng tử. Những sự việc như thế này trở nên thường xuyên hơn. Trong một tương lai không xa, các cuộc chiến sẽ được thực hiện trên không gian mạng. Máy tính lượng tử sẽ đóng một vai trò cơ bản trong các cuộc tấn công như vậy. Mỹ đang trong hoàn cảnh rất tồi tệ khi chưa có sự chuẩn bị đáng kể nào và họ cần phải bắt tay ngay bây giờ để bảo vệ chính mình và các công dân của mình. Như nhà báo Jackson Bloomberg đã lưu ý, máy tính lượng tử từng là một khái niệm viễn tưởng nhưng lại đang trên đường trở thành một hiện thực lạnh giá. Trước khi người ta có thể kịp nhận ra, khi nó đến, sự sụp đổ của mật mã hiện đại sẽ tương đương với một vụ nổ lớn, phá vỡ cả nền kinh tế cũng như sự cân bằng quyền lực giữa các quốc gia. Để hình dung mức độ nghiêm trọng của tình huống chúng ta đối mặt, hãy nghĩ đến cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, sau đó nghĩ đến 18 tháng đại dịch đã qua, sau đó nhân các ảnh hưởng lên 1.000. Điều này nghe có vẻ siêu tưởng, nhưng không, một trong những chuyên gia an ninh mạng hàng đầu thế giới tin rằng vật lý tính toán cung cấp năng lượng cho cuộc cách mạng lượng tử sẽ thay đổi mạnh mẽ tất cả các công nghệ AI, tức trí tuệ nhân tạo và cyber defense hiện tại. Trong cuộc đua này, người chiến thắng sẽ giành được tất cả. Vào tháng 2, Prasan Siam Sunda, một nhà khoa học tại phòng thí nghiệm máy gia tốc quốc gia Fermi, một phòng thí nghiệm của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ chuyên về vật lý hạt năng lượng cao, đã xuất bản một báo cáo thú vị các nhà lãnh đạo quân sự ngày nay dựa vào công nghệ vượt trội, nhưng công nghệ này là sản phẩm của các phương pháp tính toán cổ điển, vốn chỉ dựa vào tư duy nhị phân. Mặc dù công nghệ này thực sự ấn tượng nhưng nó bị hạn chế về cả phạm vi và năng lực. Tuy nhiên về tính toán lượng tử, như Siam Sunda đã lưu ý, các thuật toán vượt trội sẽ cho phép tạo ra công nghệ vượt trội. Mặc dù bài báo không bàn về chiến tranh nhưng nó hé mở những cách thức mà điện toán lượng tử sẽ cung cấp cho chúng ta những sản phẩm vượt trội. Điều này bao gồm các loại vũ khí, máy bay không người lái siêu hạng, tàu ngầm siêu hạng, tên lửa ưu việt và công nghệ phòng thủ vượt trội. Trên thực tế, Trung Quốc đã thâm nhập lĩnh vực lượng tử từ rất lớn. Năm 2017, các nhà khoa học Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu về Internet lượng tử. Thế giới trực tuyến hầu như không thể kiểm soát này sẽ mang lại cho Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiều ảnh hưởng về địa chính trị. Năm ngoái, chính phủ Mỹ đã công bố một kế hoạch xây dựng một mạng Internet lượng tử của riêng mình. Với thành tích khởi đầu ấn tượng trong vòng 3 năm, người Trung Quốc đang ở vị thế trên cơ để giành chiến thắng trong cuộc đua lượng tử. Trên khắp nước Mỹ, như chuyên gia lượng tử Yuva Boger cho biết, các công ty đang rất cố gắng thành lập các nhóm nghiên cứu lượng tử, chỉ có một vấn đề quan trọng là rất then chốt, sự thiếu hụt trầm trọng các nhà vật lý lượng tử và các nhà khoa học thông tin lượng tử. Đây là một vấn đề lớn chưa có giải pháp rõ ràng. Ngày càng ít học sinh Mỹ theo đuổi ngành STEM và các ngành thuộc khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Tại sao? vì chúng rất khó nếu không có các chuyên gia được đào tạo bài bản. Làm thế nào Mỹ có thể cạnh tranh với Trung Quốc? Làm thế nào để đất nước hùng cường này có thể tự bảo vệ mình khỏi những kẻ xấu? Trong một tương lai không xa, chuyên gia John McGillan nhận định, một hệ thống lượng tử chạy các giải pháp thuật toán tiên tiến sẽ có thể lập biểu đồ và dự đoán kết quả cuối cùng của một chiến dịch chiến tranh đa bước. Mỹ liệu có cần, cần phải lo ngại trong bối cảnh các nhà giáo dục Mỹ đang bận rộn hạ giảm chất lượng hệ thống giáo dục của mình để đáp ứng các tiêu chí chính trị của chủ nghĩa cấp tiến và Trung Quốc đang nhanh chóng vượt xa Mỹ trong việc đào tạo các tiến sĩ trong ngành STEM thì câu trả lời chắc chắn là có ông khẳng định để chuẩn bị cho tương lai lượng tử việc lập kế hoạch phải bắt đầu ngay từ hôm nay thời điểm là rất quan trọng để không bỏ sót các bản tin quan trọng hàng ngày quý vị có thể nhận email vào đường dẫn có trong phần mô tả phía dưới để nhận thông báo qua email New cũng đã có mặt trên nền tảng xếp chat kênh của chúng tôi trên xếp chat sẽ cập nhật một số nội dung không có trên YouTube Quý vị có thể tải app Chat và đăng ký theo dõi kênh trên Chat. Mục tin tổng hợp chưa của DKN TV đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.